Anh em có nhu cầu mua bán hải tặc đại chiến hay ghé đến shop hải tặc đại chiến.com. Hôm nay thì tưng bừng thông báo tưng bừng khai trương shop hải tặc đại chiến.com, giảm giá 50% các dịch vụ cho anh em liên hệ. Đấy, vòng quay 90k trúng thưởng cực hot, đấy, ưu đãi là thẻ Viettel vào shop, thẻ cào duyệt trong 5 giây, lạp qua TM Momo được cộng 20% giá trị lạp. Anh em cần thanh toán link nhắn tin cho fanpage, nhắn tin vào đây. Đây là anh em này, đây là mục nhắn tin nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây trên shop thì có rất là nhiều mục ngon cho anh em có thể trải nghiệm vòng quay 99k. Đấy, nick hải tặc đại chiến roam, anh em thể roam với mệnh giá 50k, 100k, đấy, 200k và 50k anh em. Hộp quà gù su rất là nhiều cái để anh em thể trải nghiệm. Anh em hứng thú hay ghé đến shop hải tặc đại chiến cùng con nhá. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Mình đây từ đường phố đây giúp người nha. Xin chào tất cả anh em game hay tạo đại chiến nha, mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước qua video thì chúng anh em xem video vui vẻ đừng quên like, share, đăng ký kênh nếu không phải mình xin lỗi nhiều. Quay trở lại video ngày nay thì mình có một số thông tin khá là hot. Đó, muốn thông báo cho anh em và muốn cùng các bạn đi xác minh. Ui, nghe tin thật là hot cực kỳ luôn anh em ạ. Cái này thì hôm qua ở buổi livestream tối qua thì mình có nói qua rồi, anh em nào đã xem livestream tối qua thì chắc các bạn cũng đã biết rồi. Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại con nạc của mình, và hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi đại chiến thượng đỉnh ma thánh chiến Marineford anh em. Hình thì còn 23 tướng nữa là kết thúc sự kiện rồi, và mình đang top 27, mình sẽ cố gắng leo điểm trong ngày tối hôm nay lên cao tí. Ok, thông tin hot thì hiện giờ đang có hai thông tin anh em nhé, mình muốn leo điểm có hai thông tin. Một thông tin đầu tiên phải nói nhà giới thiệu nhỉ. Trước tiên mình nói qua nha, đây là một số thông tin mình nghe ngóng được thôi anh em này, nghe ngóng và hóng hớt được thôi, nên mình cũng lên đây là chia sẻ với anh em, sau đó thì cũng muốn được cùng các bạn để cùng xác minh thông tin xem nó đúng như vậy không, hay là có thông tin gì hot hơn nữa thì mình mong chờ được câu trả lời anh em ở dưới phần comment. Có hai thông tin, một thông tin đầu tiên là mình nghe được phong phanh đâu đấy là chúng ta có một nhóm VIP dành riêng trong game hải tặc đại chiến này. Cái game này thì tất nhiên cái vấn đề này mình biết rồi, hôm qua mình ở trên mùa đai mình là thích rất là gió, nhưng mà đây chắc khó nói. Nó nghĩa là cái game nào thì thực ra là cái game nào nó cũng vậy thôi. Thì nên những người nạp tiền họ sẽ được ưu tiên hơn. Thì trong đó thì mình nghe vào thông tin là những người nạp nhiều tiền á sẽ được vào hội nhóm đấy, và sẽ được nhà phát hành chúng ta cung cấp cho những cái thông tin mà cũng như tuần tới ra mắt tướng gì, tuần tới có sự kiện gì hot khủng các kiểu đấy, thì là sẽ được nhà phát hành chúng ta cung cấp cho. Đó, thì mình cũng đang nghe ngóng là không biết là xác minh là có hay không. Những bác VIP 14, 15 đâu rồi? Có anh em nào đang xem video của mình không? Và có hay không cái chuyện được có một vào hội nhóm VIP? Nếu có thì anh em comment mình biết cả để xem là VIP bao nhiêu, để mình còn sắm ạc để lên vào, còn vào nhóm để có gì còn hóng hớt được thông tin đấy, sự kiện tới như nào để anh em có biết đường tích tiêu các kiểu, đó, hỗ trợ cho anh em nông dân các thứ đó. Nếu mà có thì anh em comment tôi biết với nha, cảm ơn rất nhiều. Còn vụ thứ hai thì chắc nhiều bác cũng biết rồi, đó là mình thấy ở trên fanpage của group của bác gấu nhân phẩm. Cái chuyện này thì có thể bạn bảo, nhưng mình thì thích hít hà drama thôi anh em. Thì mình nghe có một vụ tranh cãi của bác gấu nhân phẩm với một bác thì nhỉ, mình cũng quên mấy Facebook rồi, hai ông nào cũng đổ cho nhau là người của nhà phát hành. Một ông thì nói này kia, nói chung thì chuyện thì cũng chả biết thế nào bởi vì mình cũng không thời gian đọc. Mấy anh em này thì mình đang hơi bận, anh em không thời gian đọc nên là mình cũng giờ hớt lên đây hỏi anh em thôi, có bác nào đã đọc hết cái vụ đấy chưa, xem là thế rốt cuộc ai là người của nhà phát hành để anh em còn biết đường các kiểu. là không biết là có ông nào hớt được chưa đấy, biết là ai là người của nhà phát hành không. Tôi thì tôi cũng không để lắm, nhưng mà tôi về tôi lúc tôi ngồi tôi đứt quay tôi đọc qua thì thấy ông gấu ngồi cãi nhau ông kia đấy, ông kia thì đổ vào gấu là người của nhà phát hành kích nạp anh em các kiểu, ông kia ông đổ lại gấu là người này kia, nói chung là hơi hoang mang nên là tôi cũng chưa hiểu lắm. Đó, ông nào có thông tin chính xác thì comment biết cái nào đấy, tôi đang ngồi hóng hớt từ quá ăn giờ mãi vẫn chưa biết cái vụ này nó như thế nào đây. Anh em nào có thông tin thì cho xin ý thông tin nhá. Có những cuốn sách nào, bốn quyển sách các bạn. Tiếp nào, thêm 3 cửa nữa. Rồi ok, tạm thế này thôi. Rồi giờ thì lại phải đợi tuần mới cửa hàng này nó mở ra thì ấy thôi anh em, 13 ngày nữa nó mới mở lại lần nữa mua được. Shop đấu trường anh em hốt hết chưa? Đây, mình thì vẫn chưa hốt anh em ạ, vì mình cũng chả có gì để hốt nữa. Hạc này thì nó cũng ngon rồi, còn gì nữa đâu, giờ chỉ nâng cấp và chơi thôi. Ở thông tin thì đầu video đấy thì thông báo qua cho anh em hai cái nguồn thông tin đấy, thì không biết là ông nào có nguồn thông tin chính xác hay xác minh hộ tôi cái. Đấy, nhiều anh em hỏi tôi quá, hôm qua tôi live tôi lớn mồm tôi nói ra nên nhiều hỏi quá, hôm nay tôi đang trên video hỏi anh em luôn. Ok, đâu giờ thì chúng ta cũng đại chiến thượng đỉnh Marineford là anh em. Đây, 3 team mình đây.
À còn thêm vụ nữa, tí nữa quên mất. Ờ vừa đánh vừa nói anh em. Ôi nghe cái vụ mà boss thế giới hôm qua tôi điểm qua như thiếu hay sao ấy. Có một điểm nhấn, từ từ để tôi kiếm ra. Từ đánh cho máy này tôi ra tôi kiếm được. Tôi quay xem tôi xem có đúng không nữa. Mà đúng vậy thì xác minh cho anh em biết nữa. Còn vụ nữa boss thế giới anh em, boss thế giới sắp tới ra mắt. À tiện nói luôn nhé, bản big update nhiều anh em hỏi quá. Bản big update tôi thông báo trên video rồi mà. Tuần sau anh em nhé, khả năng là tuần sau hoặc là tuần nữa. Bởi vì theo Lami thông báo là tháng 6 này là sẽ big update phiên bản mới. Đó, còn đâu tháng 6 thì là tuần nữa là tuần sau, sự kiện tuần sau là vào tháng mới rồi anh em. Còn đâu Lami có big update tuần sau không hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà nếu theo tôi tính thì chắc chắn là tuần sau. Bởi vì khả năng tuần sau big update xong rồi tuần nữa là ra mắt tự mới là vừa. Đó, Lami sẽ chia ra vậy để sự kiện nó không bị trùng. Ví dụ tuần tới là bắt buộc phải ra tướng rồi mà Lami lại làm big update thì hai sự kiện gom vào một thì nó hơi bị trùng các bạn hiểu không? Nên khả năng tuần sau sẽ làm phiên bản big update mới, big update phiên bản mới rất là cao bởi vì bây giờ Lami đang nhá hàng chúng ta liên tục rồi. Đấy, đầu tiên là sự kiện boss, sau đó là sự kiện Gamma 66 đó, nâng cấp lên E9 các kiểu anh em. Bây giờ để tôi đi xác minh lại vụ boss đã. Ok đây anh em, thì ở video tối qua tôi cũng điểm qua rồi, nhưng mà bởi vì lúc đấy là tôi điểm qua phong phanh quá, tôi thì tính tôi thì không hay để ý lắm anh em, đọc tôi chỉ để ý mấy các bạn chung chung thôi, nhưng mà không ngờ tôi để ý ra một vấn đề cực kỳ quan trọng và nhạy bén luôn. Mà cũng một anh em nhắc, muốn một số anh em nhắc tôi và tôi để ý lại anh em này. Tổng cộng chúng ta sẽ có 5 hòn đảo tương ứng 5 boss, tại mỗi đảo thuyền viên cần có nghề tương ứng với có thể tham chiến. Các bạn hiểu vấn đề này không? Là bây giờ chúng ta sẽ có tổng thể là 5 đảo đấy anh em. Đó, thì ví dụ như đảo này là hệ chính xác, Minh Mấn này, đó, kiểu như vậy anh em hiểu không? Là các bạn, đúng là bây giờ mới là cơ hội thời của các tốt các bạn ạ. Thời của anh em nâng tướng nhiều này, đó, hôm qua tôi bảo là bây giờ thời này anh em nông dân lại có, nhưng mà không phải đâu anh em. Nông dân không hề có đường sống các bạn ạ, bây giờ anh em phải đính này nhá. Ví dụ như con Sega King này, đó, nó yêu cầu anh em, web cho máy tính cho nó nhỏ lại nhưng mà. Đó, ví dụ như con Sega King anh em, nó yêu cầu là anh em phải bằng hệ chính xác đi, đó chính xác là có ai Sapo, quên có Đô Flamingo này, đó thì các bạn phải lên được 6 cháu thì các bạn vào đánh được, còn không có mình Đô Phi vào đánh nó không đam bao nhiêu. Đó bây giờ là vậy, là bây giờ mỗi hệ anh em trung bình phải nuôi được 6 đến 7 cháu. Uầy, cái này thì chỉ dành cho mấy bác tốt thôi, mấy bác tốt thì mới nuôi được nhiều như thế anh em. Nói chung là nông dân lại khó chơi rồi anh em ạ. À, đây ví dụ ngay nhạc tôi đây anh em, đây nhanh nhẹn có được 3 cháu, bền bỉ 2 cháu, chính xác được 2 cháu, sinh khí 3 cháu này. Nhưng mà không có nào đam anh em, toàn bút. Đây dòng này là được 245 cháu anh em. Đây dòng này cũng vậy đấy, thì may ra vụ thông minh với Minh Mẫn thì còn gây đam được anh em, còn lại im lặng hết. Trời ơi Lami cho quả comeback này đánh khó nhai thật sự anh em ạ, không phải dễ nhai đâu. Boss này nghe chừng khó ăn đấy. Nói chung lại chỉ có đất diễn cho tốt thôi. Nói chung là chỉ có anh em tốt có đất diễn thôi, chứ anh em nông dân như chúng ta thì thôi lại ngồi hít hà drama rồi hóng hớt, ngồi lót dép bốc phét với nhau là chính thôi, chứ cũng còn gì để nữa đâu anh em. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chúng ta vẫn phải đợi ra mắt để mới biết được anh em, cái gì cũng vậy. Như tướng tiếc đây anh em thấy đấy, hôm trước ra mắt skin này, hôm sau Lami vẫn pick lại skin là chuyện bình thường, mà cứ phải từ từ anh em. Đây là Lami đang nhá hàng chúng ta để xem phản ứng của anh em về cái sự kiện sắp tới ra mắt như thế nào, rồi thông tin các kiểu ra sao. Đó vụ như anh em thấy không hợp lý là các bạn nhớ là phải nhắn tin cho fanpage nói về vấn đề này đó. Nhưng nếu theo mình nghĩ thì có 5 đảo thôi, thì khả năng là sẽ có 2 đảo, một đảo thông minh và một đảo Minh Mẫn. Còn đâu 3 đảo còn lại thì nó sẽ đã kèm theo 2 hệ đi với nhau. Ít nhất là mình phải để 2 hệ trên một đảo thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là 3 hệ như này anh em. Chứ bây giờ mỗi đảo mà một hệ á, là mình nói thật với các bạn là đánh không nổi đâu. Thật sự luôn, ngáp ruồi lên anh em ạ. À, bây giờ mỗi đảo mà một hệ thôi chịu chết, chỉ có top ăn đam thôi. Chứ nông dân thì chịu, nhưng mà nếu như thế thì bù lại thì cũng như bây giờ dòng chính xác thì anh em đẩy thêm độ khoảng 3 cháu Vego lên. Đó, còn dòng nhanh nhẹn thì đẩy cho mấy cháu Lami S lên. Đó, đẩy mấy cháu búc khỏe lên á, nó búc công là như kiểu Vego đây anh em, nó búc công cho này, đó, chứ mấy giờ ăn được các bạn. Rồi, thế thôi, hết đường rồi các bạn. Uầy, căng thế nhờ. Trận này căng thật sự anh em. Quay bố ra với mình toang rồi anh em kìa. Căng thật sự các bạn. Rồi đâu đem lên bạn ulti rồi có bố ra rồi bạn. Ui không bay màu anh em. Thôi toang mình rồi. Thôi toang mình rồi. Thế sao còn trận nữa mà. Trận anh để cho anh bố tham chiến các bạn. Đây. Lâu lâu cũng phải để cho anh bố anh tham chiến thế chứ. Để đội bạn trận này cũng căng đấy anh em ạ. Có bút hoa đá kìa. Thật sự các bạn. Rồi, căng văn thật nha. Quay giảm độ các kiểu anh em.
Rồi Chopper nhanh lên ulti nào Chopper ơi. Chopper Chopper. Phải toang rồi các bạn. Phải toang rồi, chỉ phải sắp lại team thôi. Phải toang rồi các bạn. Toang thật sự rồi anh em ạ. Toang rồi. Cú thế nhỉ. Nè bị thua mới đau anh em. Rồi thôi. Bác này bác bên đây bác Bích này là cái team đỉnh ấy nhỉ. Cú cần Bích này là team đỉnh thật sự. Đây tôi gắng tôi leo lên để lên top mà anh em. Đó. Nói chung thì tình hình bên đây sự kiện Nami thì cũng pick lại hơi nhiều. Vẫn có mấy sự kiện săn cốt săn kia đấy. Tôi làm lần bây không làm lại lần hai đâu. Anh em nào không xem video thì thôi. Đó khỏi tham gia. Mấy bữa nữa mà có quà có cáp thì đừng có hỏi tôi là anh em anh làm sự kiện lúc nào vậy rồi làm sao tham gia sự kiện đấy nha anh. Đó là tôi nói thế nhá. Đấy ông nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bật chuông lên. Đấy để nhận được video mới nhất từ tôi. Đấy, bữa nay là mấy video mà liên quan đến cốt cùng là tôi chỉ làm một lần thôi. Đó, anh em nào tham gia được thì nhớ nhận thì nhận được. Đâu anh em nào mà chưa xem video được không tham gia không nhận được thì đừng có kêu gì nhá. Đó, không biết sao lại nói tôi thì hơi mệt. Ở bên kênh bên của Lamy thì vẫn đang có sự kiện tặng cốt đấy, vẫn đang có sự kiện săn cốt đấy anh em thành thủ mà săn. Ở bên kênh thì vẫn đang có sự kiện tặng cốt anh em nào chưa tham gia thì có thể vào trong video và xem và tham gia. Uầy. Thế mấy bác này deal lại team chuẩn đấy nhờ. Thế giờ chắc tôi phải đổi tem quá anh em. Tem tôi sắp mình như này bị mấy ông bắt rồi hay sao? Mấy ông bắt kèo tem tôi hay sao ấy? Vua liên tục này, cú thế nhờ. Cú thật sự anh em, chắc phải đổi team thôi. Phải đảo team thì phải đảo team để chiến đấu. Kiểu bị mấy ông bắt kèo đấy. Bắt tem nữa. Nên mới bị thua liên tục như này, cú thế nhờ. Chút dâu đen này. Dâu đen này thì dâu đen này cho bay màu luôn anh em. Thì anh em lên top mấy rồi, sự kiện còn ngày nữa là hết thôi. Giờ hôm nay cố gắng lên top để mà ngày mai còn có tí quà anh em. Đây đấu lại với ông cu cận này phát nữa nào, xem nào. Em đầu tiên của ông. Rồi, chiến đấu. Đào tìm coi các bạn. Chiến đấu luôn, sợ gì. Trận đầu này chắc bao ăn rồi các bạn, trận này bao ăn rồi. Đó, trận này thì bao ăn luôn rồi anh em. Đó, win luôn. Rồi, đấu này ông cục cận này lần nữa xem là có ăn được chưa anh em. Rồi, xem là có ăn được chưa. Có ăn được chưa, ủa không mang hoa đá à. Không mang hoa đá à. Úi giời. Úi giời, này thì dâu đen này. Dâu đen này anh em này, bày màu luôn à. Đó. Dễ gì mà ăn được team tôi. Trông thấy đâu team tôi cũng đang top 1, top 2 trong server này đấy anh em. Đúng rồi, top 3, top 4 á. Rồi đào team nè. Mày đào lại team phát anh em bắt tem nhiều quá. Ok, nói chung thì sáng nay thì tôi thông báo sương sương thế thôi anh em. Bây giờ tôi chiến đấu lên điểm thôi. Còn thì mai tôi khoe anh em sau. Còn đâu video thì tôi xin phép kết thúc anh em tại đây. Đó, ông nào có thông tin về mấy vụ đấy thì nhớ comment dưới tôi video tôi biết với nha. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye, xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.